tiêu vực quay những người ngồi xếp. Chị đang bấm điện thoại ơi. Tôi ấy rộn ràng, đừng vội phai, xin đừng trôi mãi, đi về nơi ấy. Cây okay. Rồi, bây giờ thì mình đang đi xuống hầm để qua một cái sụp mà có mình rất là vui. Sau 5 giờ rưỡi sáng tới 2 giờ chiều thì cuối cùng tụi mình đã có một cái gọi là subscribe chính thức. I'm very happy. Và bây giờ hãy cùng đón chờ MV 10 năm kỷ niệm 10 năm của đội văn nghệ của tụi mình nha. Hay mọi người căng thẳng quá, mình luật. Chuyện ba càng